MC Dương Áo. Mọi người mau nhìn đi, khối đá lớn sau lưng tôi giống như một hòn núi nhỏ vậy. Đó chính là một khối ngọc thạch, tưởng tượng được không? Tôi thực sự quá nhỏ bé khi đứng bên dưới đó. Nếu khối ngọc này thuộc về tôi, vậy tôi phải tiêu nó như thế nào? Phải tiêu mấy đời mới hết, thực sự không thể tính được. Quá nhiều đi. Khối ngọc thạch khổng lồ trước mặt chúng ta thuộc một loại ngọc qua của họ Ngọc Tụ Nham. Chiều cao của nó là 25 mét, chỗ rộng nhất gần 30 mét. Tổng trọng lượng càng khiến người ta kinh ngạc, nặng đến 60.000 tấn. Ngay sau khi xuất hiện, nó đã được xem là vua của ngọc thạch. Có thể tận mắt chiêm ngưỡng khối ngọc khổng lồ này, Tiểu Áo quả thực không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vẫn chưa qua công đoạn đánh bóng mà đã bóng loãng và nhẵn mịn như vậy, giống như da các cô gái vậy. Sáng bóng và mịn màng giống như da tôi. Nhìn xuống dưới xem, chỗ này nè. Cái này giống da của cô đó, Tiểu Áo. Rất giống da tôi đúng không? Cô nhìn mấy chỗ bị nứt nẻ kìa. Cô muốn nói chuyện với nhau nữa không? Đây là lớp bên ngoài vì nó đã từng lăn đến đây. Hơn nữa, sau khi rơi xuống chắc chắn sẽ có những vết nứt. Đây là điều khó tránh khỏi. Nhưng không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính là một khối ngọc. Bên ngoài nó được bao phủ một lớp đá, mọi người không thể nhìn thấy được. Nhưng bên trong nó chắc chắn toàn là ngọc. Sợ nó đi. Nhìn xem Tiểu Áo phấn khích chưa kìa. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn đang chờ cô ấy. Cách khu vực này không xa là mỏ khai thác ngọc thạch của huyện Tụ Nham. Hôm nay Tiểu Áo rất may mắn được theo chân người phụ trách đi tham quan hầm mỏ, tận mắt nhìn thấy cảnh ngọc thạch được đào lên từ lòng đất. Nhưng sau khi Tiểu Áo đã chuẩn bị sẵn sàng thì người phụ trách lại đưa ra một số câu hỏi. Tổng giám đốc mỏ khai thác ngọc Điền Giai Ấn, người bị bệnh mắc bệnh tim đều không thể đi vào mỏ được. Hơn nữa phải có thể lực tốt vì chúng ta phải đi bộ một quãng đường. Lúc nãy anh hỏi tôi có bị bệnh tim hay bệnh gì liên quan đến động mạch vành không? Đúng vậy. Sao tôi thấy giống như sắp đi vào tàu lượn siêu tốc vậy? Trước khi lên tàu lượn người ta đều hỏi như vậy. Anh Điền, chúng ta xuất phát thôi. Đi thôi, tôi dẫn đoàn. Anh phải theo sát chúng tôi đó. Cô phải đi theo tôi đó. Được, tôi sẽ theo anh. Mặc dù sức khỏe Tiểu Áo rất tốt, không mắc bất cứ bệnh gì, nhưng vì chưa bao giờ xuống hầm mỏ nên cô ấy rất lo lắng, không biết mỏ ngọc này rốt cuộc sâu bao nhiêu, có đủ điều kiện đảm bảo an toàn không? Hàng loạt các câu hỏi khiến Tiểu Áo vô cùng bất an. Đường hầm này có chắc chắn không? Đừng nói chúng ta đang đi thì âm một cái bậy bậy, có nguy hiểm không vậy? Không hề nguy hiểm một chút nào. Không có rủi ro sao? Từ khi mỏ này được khai thác vào năm 57, chúng tôi luôn đi qua đường hầm này. Đây là đường hầm rất chắc chắn, tính an toàn rất đáng tin. Năm 57? Cũng gần 60 năm rồi. 60 năm đúng rồi vậy. Vậy chắc là không có vấn đề đúng gì vậy, rồi. Đúng vậy, không có vấn đề. Xem ra những gì tôi lo lắng cũng được giải tỏa rồi. Được, chúng ta đi tiếp thôi. Có chuyện gì tôi bảo kê cho, cô cứ yên tâm. Anh Điền trấn an Tiểu Áo khiến cô yên tâm hơn, bớt căng thẳng hơn lúc mới vào hầm. Trong hầm điều kiện thông gió rất tốt. Ngoài việc không có ánh mặt trời ra, mọi thứ không khác gì so với bên ngoài. Cứ như vậy đi được vài trăm mét để xem Tiểu Áo phát hiện ra được điều gì. Giới hạn an toàn. Đây là đâu? Sao tôi thấy như đã đến cuối đường vậy? Chúng ta đi đến cuối đường hầm rồi. Đây là miệng giếng, chúng ta sẽ đi xuống từ miệng giếng này. Giếng thẳng. Phải đi sâu xuống dưới sao? Đi xuống lòng đất, từ vị trí này xuống thêm 160 mét sẽ đến chỗ chúng tôi làm việc đó. Gì chứ, anh nói sâu bao nhiêu? 160 mét hả? Muốn dọa chết tôi hả? 160 mét sao sâu quá vậy? Sắp đến gần tâm trái đất luôn rồi. Tải trọng tối đa 5 tấn, mỗi tầng giới hạn 15 người. Nhìn biểu cảm lo lắng của Tiểu Áo, xem ra toàn thân đã hết mồ hôi rồi. Mặc dù Tiểu Áo không lạ gì với thang máy, nhưng thang máy này rất đặc biệt. Nó có thể dẫn xuống lòng đất đến mấy trăm mét. Tiểu Áo thực sự lo sợ, cuối cùng vẫn phải dũng cảm đặt chân lên. Sao tôi cảm giác nó đang lắc vậy? Đừng có lo, hệ thống này rất an toàn, cô cứ yên tâm đi. Được. Tiểu Áo, cô sợ đến nỗi đội lệch cái nón luôn kìa. Anh không sợ sao? Đây là lần đầu tôi cũng rất sợ. Quả thật đây là lần đầu tiên chúng tôi đi thang máy như vậy, lại còn xuống sâu đến 160 mét. Đội trưởng phụ trách an toàn sản xuất cũng đến hộ tống. Tôi thấy hình như nhiệt độ đang hạ xuống. Đang hạ xuống. Hơn nữa nếu bây giờ không có chiếc đèn nhỏ này, chắc sẽ như ban đêm không nhìn thấy gì hết. Để thử không có đèn xem sao. Không có đèn càng đáng sợ hơn. Có thể cảm nhận được cảm giác không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Đi khoảng một phút thì xuống độ sâu 160 mét. Tiểu áo đã đến được tầng làm việc. Có nhiều xe đang đợi để vận chuyển ngọc thạch ra ngoài. Khung cảnh làm việc rất trật tự của các công nhân khiến Tiểu áo bình tĩnh hơn một chút. Ở tầng này, khắp nơi trên tường đá đều có thể nhìn thấy ngọc. Đi khoảng 100 mét, Tiểu áo nhìn thấy hiện trường khai thác ngọc. Đêm qua các công nhân vừa mới cho nổ tung chỗ này. Bây giờ họ đang tiến hành sàng lọc sơ bộ. Tiểu áo dường như rất tò mò với công việc của công nhân ở mỏ ngọc. Anh có thấy mệt không? Tôi thấy anh thở rất mạnh. Sao không mệt được? Đây là công việc tay chân kia mà. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thể lực, rất mệt mỏi. Tôi ở dưới này một thời gian khá dài. Bây giờ tôi cảm thấy không khí lạnh đã xuyên qua đôi tất giày của tôi rồi, đã xâm nhập vào chân của tôi. Hơn nữa tôi mặc giày như vậy mà vẫn không thấy ấm. Anh ở trong này lâu có thấy lạnh không? Vì chúng tôi vận động thường xuyên, phải làm việc, vận động nhiều, chúng tôi sẽ không còn thấy lạnh nữa. Phải vận động. Toàn thân chúng tôi đều là mồ hôi. Có vẻ như công việc của những người thợ không hề dễ dàng như tưởng tượng, đặc biệt là sau khi Tiểu áo được trải nghiệm, cảm nhận của cô cũng sâu sắc hơn. Tôi tưởng rằng khai thác ngọc là một việc rất hạnh phúc, nhưng sau khi đến hầm mỏ này tôi mới phát hiện nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Ở đây rất lầy lội và gian khổ. Những người thợ phải làm việc liên tục trong ngày 8 tiếng. Hơn nữa, mỗi khối ngọc thạch đều rất nặng. Ngay cả xà beng tôi đang cầm đây cũng không nhẹ chút nào. Mỗi một tác phẩm ngọc bích được điêu khắc tinh xảo mà chúng ta nhìn thấy, không thể không kể đến mồ hôi công sức của những người thợ này.